Tổng công ty VTC vừa đưa vào khai thác dịch vụ VMH là phương thức truyền dẫn đa hạ tầng, đảm bảo khán giả có thể xem được truyền hình bằng nhiều phương thức và thiết bị khác nhau, TV, set-top box, máy tính bảng, smartphone, máy tính mà không bị giới hạn bởi phạm vi địa lý. Dịch vụ VMH có thể truyền dẫn tín hiệu kênh truyền hình tới các hạ tầng dịch vụ khác nhau trên mạng cáp quang trong nước và chuyển tiếp tín hiệu quốc tế, đồng thời cung cấp giải pháp quản lý, lưu trữ và truy xuất nội dung chương trình truyền hình, hợp tác trao đổi, chia sẻ, mua bán bản quyền các chương trình truyền hình, triển khai cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng.